Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Aler. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Phải ăn no thì mới có thể tiếp tục công việc của mình một cách năng suất. Vậy thì hôm nay tụi mình sẽ đem đến cho mọi người một bộ anime về ẩm thực nhưng cũng không kém phần gây cấn và vui vẻ. Cùng đến với mỹ vị hầm ngục. Tập 1. Ngày xưa có một người đàn ông xuất hiện từ những khe nước trên mặt đất. Ông ta tự xưng là vua của một vương quốc từng có thời kỳ thịnh vượng và nơi đó vẫn đang bị giam giữ sâu bên dưới lòng đất bởi một vị pháp sư bí ẩn. Nhà vua liền cầu xin mọi người đánh bại tên pháp sư đó và sẽ nhận được những kho báu vô cùng quý giá. Đây là Cleop, tổ đội của anh ta đang chiến đấu với một con rồng đỏ hung tợn bên dưới hầm ngục. Từng người một xông vào và bị nó hạ gục ngay lập tức. Trong lúc đang suy sụp, rồng đỏ liền tiến đến và tấn công Cleop. Cô em gái Palin liền đẩy anh ra xa thì bị con rồng đỏ ấy ăn thịt. Trước khi chết, Palin đã sử dụng thần chú để đưa những người còn sống sót ra khỏi nơi này. Sau khi tỉnh dậy, Cleop gặp lại cô nàng pháp sư Marcio và cậu bạn Chiêu Chất cùng tổ đội. Anh chàng hiệp sĩ quyết định quay lại hầm ngục để cứu cô em gái thì bị hai người đồng đội ngăn lại, vì tổ đội đã mất hết của cải sau trận chiến. Cleop đoán rằng con rồng sau khi ăn thịt thì cần thời gian rất lâu để tiêu hóa nên là cậu đã quyết định quay trở lại nơi đó để cứu em gái mình. Đi dạo trên phố, Cleop vẫn tự trách móc bản thân mình và cậu quyết định xuống hầm ngục một mình. Nhưng Marcio và Jill không đồng ý vì họ đều coi Farlin như một người quan trọng và thế là cả ba quyết tâm sẽ cứu được cô em gái tội nghiệp đó. Muốn xuống hầm ngục nhưng lại không có tiền mua lương thực nên là anh chàng dũng sĩ Cleop đã nảy ra một ý định rất là táo bạo, đó là dùng ma vật trong hầm ngục để làm thức ăn. Nghe thấy khá đáng sợ nên là bà Marcio nhất quyết không đồng ý. Trong khi họ đang cãi nhau thì một đám người đang bị dí bởi một cây nấm biết đi. Nhỏ pháp sư đập cây nấm một cái là nó ngấm liền, mà sao mấy đứa này nó sợ vậy ta? Cleop nảy ý định dùng nấm để làm bữa trưa. Cô ta quyết định kiếm thêm nguyên liệu để cho bữa trưa được đầy đủ hơn. Cả đội tiến vào bên trong hầm ngục. Nơi đây tuy là nghĩa trang nhưng lại nhộn nhịp như trên mặt đất. Anh chàng dũng sĩ giết được một con bọ cạp khổng lồ một cách rất là thuần thục. Sau đó, Cleop bắt đầu thái những miếng nấm ra và bỏ vào nồi, rồi cho thẳng con bọ cạp vào luôn mà chẳng cần sơ chế. Từ đâu xuất hiện một ông người lùn. Ông ta đến và chỉ cho bọn họ nấu lẩu bọ cạp như nào mới là ngon nhất. Ông là Sensi, một siêu đầu bếp đến từ hầm ngục. Sau khi sơ chế xong, ông lùn liền cắt thêm rễ cây để cho vào nồi lẩu. Bà Marcio nhất quyết không chịu thì đột nhiên bị một con slam rơi thẳng vào mặt khiến mẹ không thể thoát được. Hên mà có ông Sensi cứu cho một phen. Sau đó, ông đầu bếp lùn đem chất nhầy con slam này đi phơi khô. Sau khi khô thì trông rất giống bánh phở của chúng ta, nói chung là ngon. Một nồi lẩu thơm ngon đã hoàn thành dưới bàn tay của đầu bếp lùn. Cleop ăn một miếng thì mặt liền phấn khởi. Bà Marcy nhìn thèm quá nên là cũng xin một tô để ăn thử. Ai dè ngon quá nên là bà cũng rất là khoái. Sensi sau khi biết được câu chuyện của nhóm thì cũng xin đi cùng vì ông ta mơ được nấu con rồng đỏ ấy. Và thế là Cleop cùng đồng đội đã có thêm một cộng sự đầy chất lượng. Khi xuống tầng thứ hai, bọn họ liền tìm chỗ để cắm trại qua đêm. Đi bộ một quãng đường xa nên là bọn họ tiếp tục đói nữa. Trời, phim gì mà đói hoài vậy. Sensi chỉ rằng mùa này có rất nhiều trái cây để có thể ăn, nhưng mà trái cây của ổng là cây ăn thịt người. Sau đó họ cũng thu hoạch xong những trái cây cần thiết. Tiếp tục thì đầu bếp lùn lại chỗ tay nấu nướng và cho ra món bánh stack cây ăn thịt. Chà 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 chà, nhìn là chảy nước miếng luôn á. Nhỏ mắt lúc nào cũng sợ sợ mà ăn vô là cái mặt như hái được tiền vậy. Tối đến bọn họ cũng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai với những chuyến phiêu lưu và những mỹ vị từ hầm ngục. Tập 2, cô nàng pháp sư Marcy gặp ác mộng về mấy cái món ăn hầm ngục và liền tỉnh dậy. Vừa dậy thì mẹ liền ngửi thấy mùi thịt nướng nhưng mà là của một tổ đội gần đó. Sensi biết được nhỏ Marcy đang thèm mấy thức ăn có chất béo thì ổng liền nghĩ đến trứng, vì trứng là loại thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng cho họ. Nghe đến đó thì đầu của Cleop liền nảy số đến con Basilisk, một con quái đuôi gà, thân rắn, có răng nanh và nọc độc chết người. Sau khi di chuyển thì họ cũng đến được tổ của con quái vật, may là nó không có ở đây nên là đã tranh thủ lấy một vài cái làm của. Lúc đó, tiếng rít của con Basilisk kêu lên rất lớn, nó dí những nhà thám hiểm khác vào bên trong tổ. Cleop, Jill và ông Sensi tranh thủ nắp thì mẹ Marcy vẫn còn đứng ngay người ra đó. Trên tay cầm trứng của Basilisk, nó không dí thì mới lạ đó chứ. Nhỏ Marcy liền hóa thân thành anh Bảy, vấp cỏ và té ngã xuống. Hên mà Cleop kịp thời đến ứng cứu. Cleop phía đuôi gà, Sensi bọc lót phía đầu rắn. Cả hai phối hợp một cách hoàn hảo và tung ra cú chém quyết định liền hạ gục được con Basilisk. Anh chàng dũng sĩ bên kia đã bị trúng độc. Nhân tiện Sensi vừa chế ra món ăn có thể giải độc từ thịt của con quái vật. Ten ten. Món thịt Basilisk nướng đã ra đời, nhìn rất là ngon miệng. Anh chàng dũng sĩ kia cũng được chữa trị khỏi và bọn họ cùng ăn rất là ngon miệng. Sau đó, cả nhóm đi đến nơi tiếp theo. Cleop quyết định chọn nơi có ít ma vật để tránh nguy hiểm khi di chuyển.
trứng và thịt đã có đủ nhưng lại thiếu rau củ. Thế là củ khoai ma lại rơi vào tầm ngắm của mấy khứa này. Khoai ma là một loại củ sẽ gào thét khi mà ta kéo chúng lên khỏi mặt đất. Tiếng thét của chúng có thể gây phát điên hoặc tử vong. Lần này, Marzi quyết định sẽ bắt chúng để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không hề vô dụng. Nhưng mà cái cách của bà thì không khả quan cho lắm ạ. Sensei thấy thế liền tự làm luôn cho nó nhanh. Ông ta chặt đầu củ khoai trước khi lấy nó lên. Để chứng minh mình vẫn tiếp tục không vô dụng, nhỏ pháp sư liền dùng một cách để mọi người có thể nể mình. Marzi quyết định là dùng một sợi dây cột vào khoai ma, đầu còn lại để ngay trước tổ của bầy dơi lớn. Cô tìm một ngọn tháp để không nghe được tiếng hét của khoai ma. Sau đó dùng phép thuật đánh thức bầy dơi bay ra khỏi tổ. Một con dơi khổng lồ bị mắc vào sợi dây và kéo theo khoai ma ra khỏi mặt đất. Tiếng hét của khoai ma làm cho con dơi điên lên và nó lại bay thẳng vào chỗ của bà Marzi đang đứng. Đúng là nhỏ này nó chơi ngu quá thưởng luôn á. Lyot và Chiu đến chỗ của cô nàng pháp sư. Marzi lúc này dường như rất buồn vì bị coi là gánh nặng trong đội. Lyot không nghĩ thế và động viên cô nàng. Hai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng để bù đắp cho nhau. Riêng con nhỏ này thì vẫn chưa thấy. Trong chuyện, Sensei bắt đầu nấu bữa trưa cho cả đội. Ông Lùng bắt đầu chuyên ngành của mình một cách điêu luyện và món trứng basilic nhân khoai ma đã ra đời. Một món dùng khoai ma mà Sensei đã thu hoạch. Món còn lại là khoai ma mà cô nàng pháp sư đã thu hoạch. Dường như cách của Marzi đã khiến món ăn trở nên ngon hơn một cách kỳ lạ. Cuối cùng họ cũng đã đến nơi tiếp theo. Nơi đây là nghề của anh chàng Chiu vì anh ta là chuyên gia bẫy. Đi xuống sâu bên dưới, Chiu bắt đầu dò bẫy. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì cậu kêu mọi người bước trên những phiến gạch mà anh chàng thợ khóa đã chỉ vô. Vì sơ suất mà Sensei đã đạp lên phiến gạch khác khiến bẫy kích hoạt. Những mũi giáo từ bên dưới đâm xuyên lên nơi của Chiu khiến cậu có một phen hú vía. Chiu bắt đầu chất vấn tội cẩu thả của Sensei nhưng mà ông ta lại không thích sự gò bó. Vì thế mà ông Lùng bắt đầu đạp lung tung khiến vô số loại bẫy xuất hiện. Trong đó có một cái bẫy phun lửa. Sensei liền có ý nghĩ, vì để có bẫy phun lửa thì phải có dầu. Nên ông ta đã quyết định dùng dầu đó để làm món kakiage, một món rau củ chiên. Chiu tỏ vẻ bất lực vì tính cách bất cẩn của ông Sensei. Nhưng sau đó anh chàng thợ khóa cũng đồng ý tìm dầu cho Sensei. Đổi lại ông ta phải nghe lời cậu khi gặp bẫy. Mỗi người một nhiệm vụ rõ ràng, đó cũng là cách giúp họ vượt qua hầm ngục nguy hiểm này. Chiu cũng đã mở khóa cái bẫy dầu thành công. Sau đó một nồi dầu nóng hổi cũng đã có. Giờ là lúc Sensei chỗ tài nấu nướng của mình. Sau một lúc phối hợp từ ông Lùng và anh chàng tạo khóa thì món tempura khoai ma và thịt dời cũng đã hoàn thành. Còn Clyot với mẹ Marzi thì ngồi không đợi ăn. Hai anh chị này quá là sung sướng á. Team này tuy toàn những con người kỳ cục nhưng mà khi kết hợp lại thì rất là hoàn hảo. Ủa mà tụi bay ăn không vậy? Hình như là phải đi cứu em gái nữa mà phải không? Tập 3. Cả đội đi đến một cung điện bí ẩn dưới hầm ngục. Đột nhiên Clyot phát hiện mình đã bị mất vật trang trí trên thanh kiếm. Tuy nó không quan trọng là mấy nhưng lại là một kỷ vật khá quan trọng. 3 năm trước, lúc mới bắt đầu làm nhà thám hiểm, Lyot cùng cô em gái tham gia một nhóm lục phẩy vàng để lấy kinh nghiệm. Sau khi tiến vào bên trong lâu đài, nhóm bấy giờ của Lyot phát hiện được vô số bộ giáp sắt. Đột nhiên, bộ giáp đó di chuyển và đâm vào một người đồng đội của Lyot. Chưa kịp thoát thân, anh chàng dũng sĩ đã phải đối đầu với một bộ giáp sống và bị chém đứt thanh kiếm của mình. Cậu ta liền nhặt thanh kiếm từ bộ giáp khác và phản công lại. Chưa kịp show kill thì bị đâm lồi ngón luôn. Thanh kiếm này cũng từ lần đó mà ra. Họ tiến vào sâu bên trong và gặp một binh đoàn toàn là giáp ở trong căn phòng. Lyot cùng những đồng đội quyết định chạy thật nhanh qua thì liền bị chặn lại bởi một giáp sống. Lyot cùng Sensei phối hợp đã hạ gục được giáp sống đó. Không vui được bao lâu, tất cả các bộ giáp đều đã bao vây cánh cửa chặn đường đi của đội. Họ liền rút lui để bàn chiến thuật. Anh chàng dũng sĩ cho rằng những bộ giáp đang cố bảo vệ thứ gì đó phía sau cánh cửa. Lần này họ quyết định ba người sẽ đánh lạc hướng, người còn lại sẽ lẻn qua cánh cửa và tiêu diệt kẻ điều khiển những bộ giáp này. Lyot là người sẽ lẻn qua cánh cửa đó. Bọn họ lập tức xông vào bên trong. Cô nàng pháp sư cùng Sensei support khá là tốt. Chiu cũng không kém cạnh. Anh chàng dũng sĩ cũng đã lẻn vào sau cánh cửa và phát hiện một bộ giáp sống với cái đầu sư tử nhưng rất là ngầu. Lyot lao vào chiến nhau với nó. Mới vài chiêu mà thanh kiếm của cậu đã vỡ tan tành. Anh chàng cũng phát hiện được bộ giáp đang cố bảo vệ gì đó sau tấm khiên. Đó là vỏ trứng của một sinh vật nào đó. Và sau một hồi suy nghĩ đủ thứ thì Lyot quyết định sẽ ăn. Quay trở lại bên ngoài, cả nhóm đang rất là chật vật với bọn giáp sống. Phía này, Clyde đã làm một việc hết sức điên rồ là lấy cái đầu của giáp sống đi. Cậu ta cũng phát hiện ra một sinh vật thân mềm ở bên trong cái rãnh. Sau đó, cậu xé toạc giáp sống ra và lấy cái khiên chứa quả trứng ném ra bên ngoài giải cứu ba người họ. Sau khi giải thích sự tình, thì thằng cha nghiền ma vật này đến chỗ Sensei nhờ chế biến bọn giáp sống này. Nhỏ Marzi đến cản lại mà như các bạn biết rồi đó. Thằng cha chiêu với bà pháp sư bất lực luôn mà. Chương trình nấu ăn dưới hầm ngục tiếp tục bắt đầu. Họ rạch thịt từ giáp ra. Tiếp đến, Sensei tận dụng mà chế biến thật nhiều món. Món đầu tiên là súp giáp sống. Món thứ hai là giáp sống nướng. Nhìn trông giống hàu nướng vậy đó.
Cuối cùng là giáp sống hấp. Chà chà chà, một bữa ăn kỳ lạ mà cũng không kém phần hoành tráng. Leos lần này làm chuột bạch vì ảnh đã khao khát ăn giáp sống từ rất lâu rồi. Cả bọn lần lượt nếm thử và mọi thứ đều ổn áp cả, trừ cái món hấp ra vì vị của nó trông giống bị mốc. Thằng Leos có vẻ nghiền mấy cái giáp sống này. Ảnh nhặt thanh kiếm lên và phát hiện có một con ký sinh bên trong đó. Anh chàng dũng sĩ liền giấu nó đi để không ai phát hiện. Cả nhóm tiếp tục chuyến đi mà họ không hề biết rằng mình đã có thêm bạn đồng hành mới. Tập 4. Tổ đội ẩm thực đang di chuyển bên trong tầng thứ 3 của hầm ngục. Sanji dắt họ đến khu cắm trại bí mật của mình. Bên trong đó, ông ta lấy ra mấy đồ nghề cày cuốc và đưa cho mọi người. Không biết ông lùng đang ấp ủ điều gì đây? Sanji đưa cả nhóm đến vườn rau bí mật của mình. Bên trong là những con golem khổng lồ. Ông lùng sau một vài chiêu thức đã lấy được lõi của golem và biến chúng thành vườn rau. Thế là hôm nay cả nhóm bội thu với đầy rau củ tươi tốt. Sau khi thu hoạch xong, cả nhóm biến thành những bác nông dân chăm chỉ để trồng trọt và bón phân cho đất. Sanji bỏ lại những lõi golem và chôn thật kỹ để bọn golem sớm được sống lại. Một cách tận dụng golem thật là độc đáo mà chỉ có ông lùng này nghĩ ra. Sau đó cả nhóm lại quay quần trong bếp để nấu ăn. Một bữa trưa rau củ ngon lành cho cả nhóm dưới tay của đầu bếp luôn. Sanji ăn xong thì đi gom phân bón từ những nhà vệ sinh xung quanh để chăm sóc chu đáo cho khu vườn. Điều tuyệt vời đó khiến cả ba vô cùng ngạc nhiên về người đồng đội này của mình. Vì có quá nhiều rau củ quá mà cả nhóm không thể ăn hết nên là họ đành đem đi trao đổi. Bên dưới hầm ngục có một nơi như vậy dành cho các thương nhân. Nơi đây giống như là một quầy bar vậy, các tụ điểm ăn chơi đều có đầy đủ. Cả nhóm bước vào bên trong thì được một người tiếp đón, nhưng sau khi nghe thấy họ muốn trao đổi rau củ thì hắn ta liền đuổi họ đi. Hắn ta chỉ muốn trao đổi bằng xu mà thôi. Vừa xong thì có bọn tộc Orc xông vào, bọn chúng bắt đầu tàn sát những nhà thám hiểm. Leos bất ngờ vì đáng lẽ lũ Orc phải ở những tầng sâu hơn chứ. Ai mà ngờ người mà ông Sanji muốn trao đổi lại là lũ Orc này đây. Đây là những bằng hữu của ông. Tên Orc bảo rằng vì rồng đỏ xuất hiện cho nên là bọn họ phải tạm lánh ở những tầng cao hơn để tránh nguy hiểm. Vì thế mà bọn chúng không còn gì để có thể trao đổi, cho nên đành phải uy hiếp nhóm Leos để lấy được rau củ. Ông luôn đồng ý nhưng đổi lại phải cho bọn họ ở nhờ ở nhà lũ Orc một đêm. Cả nhóm đến và bị lũ Orc đưa vào chuồng gà. Sanji lấy được những nguyên liệu để làm bánh mì, vì rảnh rỗi quá nên là cả đội cùng làm. Bên ngoài, con trai bé nhỏ của thủ lĩnh tộc Orc đang tò mò vì tưởng họ nghịch buồn, thì ông ta đến và kể cho con mình nghe câu chuyện khi xưa. Khi mà tộc Orc còn sống trên mặt đất thì đã bị loài người và yêu tinh chiếm hết đất đai, nhưng cũng không vừa, cô pháp sư Macy cũng đáp trả lại với những việc tàn sát của lũ Orc. Đã xéo nhau chưa xong, tên Orc và Macy lần này vừa chửi nhau vừa nhào bột bánh mì, kiểu này thì người vui là ông Sanji chứ ai. Sau một hồi cãi nhau mệt mỏi thì họ cũng nghỉ ngơi. Tên Orc hỏi lý do mà Cleos đến đây, nhưng anh cũng không biết ý nghĩa về chuyến thám hiểm của mình nữa. Ông lùng Sanji cuối cùng cũng đã làm xong món bánh mì của mình. Mùi hương thơm lừng khiến cho ai nấy cũng tò mò. Nhưng mà tên Orc lại muốn độc chiếm chảo bánh đó. Cha này ngang ngược dễ sợ. Người ta nói cha nào con nấy mà con của ổng lại rất là thật thà và tốt bụng. Sau đó Sanji và Macy cũng tiếp thêm lời vào khiến cho tên Orc buộc phải giữ lời hứa của mình với họ. Và thế là như thường lệ, một bữa ăn ngon miệng được bày lên. Đó là món bắp cải hầm ăn kèm cùng bánh mì nóng hổi. Đơn giản nhưng nhìn trông cực kỳ hấp dẫn. Leos cũng trả lời lý do mà mình đi xuống hầm ngục cho tên Orc nghe. Đó là cậu muốn cứu em gái của mình khỏi con rồng đỏ. Ánh mắt quyết tâm của Leos khiến cho tên Orc quyết định đưa tấm bản đồ hầm ngục của mình cho cậu. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ và hôm sau cả nhóm cũng lên đường, bắt đầu cuộc hành trình hầm ngục mới. Tập 5. Tại quán ăn ở thị trấn, một tổ đội đang tận hưởng những bữa ăn ngon lành trước khi tiến vào hầm ngục. Nhóm của anh ta chuẩn bị lương thực và trang bị để sẵn sàng tiến sâu hơn ở những tầng sâu. Tổ đội này cũng đã xuống sâu bên dưới và tiêu diệt được nhiều ma vật. Anh chàng Capru cùng đồng đội đã tìm ra được một chiếc rương kho báu. Bên trong là vô số vàng bạc đá quý. Lúc này, Chiu và Macy tìm thấy tổ đội đó đã chết với những đồng xu vàng rơi xung quanh. Cô nàng pháp sư cầu nguyện cho bọn họ. Chiu vì lo lắng với số vàng, cậu ta tính nhặt lên thì đột nhiên thanh kiếm của Cleos bật lên. Con sinh vật trong thanh kiếm ở tập 3 nó như muốn kêu anh chàng dũng sĩ rút kiếm ra vậy. Cleos rút kiếm ra thì những đồng xu vàng cũng hiện nguyên hình thành những con ma vật. Chưa kịp gì thì một con ma vật từ sợi dây chuyền cũng hiện nguyên hình. Quá hoảng loạn nên là Macy liền dùng phép làm choáng khiến cả đám cũng bị choáng theo. Bọn bọ kho báu này cũng bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Và bạn biết rồi đó, ông lùng đang lựa ra những con nào có thể ăn được. Lại thêm một món ăn quái đản vào danh sách những món ăn quái đản. Sanji lần lượt chế biến chúng. Thế là đồ ăn vặt bọ kho báu đã hoàn thành. Nhìn thì thấy có vẻ khó nhai nhưng mà khi ăn vào thì hương vị tuyệt vời. Leos suy nghĩ về chuyện thanh kiếm trước đó. Cô liền lấy một xu vàng và để nó đến gần thanh kiếm thì lập tức liền xảy ra phản ứng. Cái ông nghĩ là thanh kiếm coi mình là bạn nên mới phản ứng để bảo vệ. Nên là Leos nựng nựng thanh kiếm khiến bà Macy ngơ ngác. Cậu cũng đặt tên cho thanh kiếm là Kensuke.
Đang bước đi thì có luồng hơi lạnh lướt qua khiến cho bà Marcy sợ chết khiếp. Ngước nhìn xung quanh thì có vẻ nơi đây có nhiều hồn ma đang lượn lờ. Bọn họ liền tăng tốc để chạy trốn thì vô tình là làm rớt cái bánh đang ăn. Cô vừa nhặt lên thì bị một hồn ma ám vào. Hên mà có cô nàng pháp sư làm phép để tiêu diệt nó. Vừa chạy họ vừa nhớ lại Falin, vì cô là một pháp sư rất là tài giỏi trong việc đối phó với hồn ma. Khi đó Falin đã sử dụng phép thuật của mình để khiến cho các hồn ma không còn ám Marcy nữa. Đã vậy cô ấy lại còn là một người rất là nhân hậu. Cả nhóm đã trốn vào bên trong một căn phòng. Sensei bắt đầu điều chế nước thánh để trừ ma bằng những nguyên liệu ông đã chuẩn bị. Lúc này những hồn ma cũng đã tiến đến và ám bọn họ. Trong lúc mơ hồ, Cloud gặp lại cô em gái Falin của mình. Kịp lúc thì Sensei cùng lọ nước thánh đến và xua tan đi những hồn ma đó. Sau khi đã tiêu diệt thì cái bình nước thánh cũng bị đông lại. Sensei mở hũ ra và món kem trừ tà đuổi ma đã ra đời. Rít rồi cái gì tôi thấy cũng ăn được luôn á. Và cũng như bao món ăn khác thì lại thêm một món ngon vào sổ tay mỹ vị hầm ngục. Tập 6. Sau khi ăn món kem xong, cả bọn tiến đến những vị trí tiếp theo. Chiêu khi mở khóa cửa thành công thì họ đi vào bên trong. Đây trông như là một căn phòng rất là cũ kỹ. Cloud cảm thấy có gì đó rất là bất thường. Anh chàng liền đến sát bức tranh thì bị nó hút vào. Marcy lập tức dùng phép thuật của mình để cứu Lyot, nhưng mà Lyot lại muốn bị nó hút vào vì nhìn thấy được một chùm nho bên trong tranh sống. Đúng là đói quá thì làm liều mà. Cả bọn cũng một tay giúp cho Lyot. Sensei buộc sợi dây cho anh chàng dũng sĩ, sau đó cậu chọn một bức tranh sống và ngay lập tức bị hút vào bên trong. Vừa vào thì cậu bị hiểu nhầm là một lính gác, nên là cậu đã phải bưng thức ăn đến chỗ của bệ hạ. Người lúc này đang bế đứa con trai mới sinh của mình, tên là Theron. Nhìn đồ ăn nhưng cảm giác tội lỗi, Cloud giật dây để nhờ mọi người kéo ra khỏi đó. Cậu chọn thêm một bức tranh khác và vào bên trong. Vừa bị hút vào thì ngã thẳng lên bàn của đức vua Theron. Cuối cùng cũng tìm thấy được thức ăn ngon. Cloud tính cho vào miệng thì đột nhiên cha của Theron ngã xuống sau khi uống ly rượu. Cậu chơ một vài món và trở về lại căn phòng. Nhưng mà thức ăn trong tranh chỉ có thể tồn tại được bên trong tranh, cho nên Cloud nhất quyết phải nếm được thức ăn một lần nữa. Cậu lại vào một bức tranh khác. Lần này may mắn hơn là không có sự cố gì xảy ra. Lúc này là thời điểm mà hoàng tử Theron lên ngôi. Lyot ăn một cách ngon lành như bị bỏ đói 3 tháng vậy. Sau khi đã ăn xong, khi tính quay trở về thì cậu bị một yêu tinh phát hiện ra. Hắn túm cổ áo của Lyot. Một phen khá là hú hồn, may mắn mà Sensei đã kéo dây kịp thời. Nhưng mà sau khi quay trở lại thì Lyot lại tiếp tục thấy đói. Trời ơi, cha này phí thời gian của mọi người ghê. Một hồi sau mọi người tìm được một nơi để có thể ngủ qua đêm. Chiêu phát hiện ra một con mimic gần đó nhưng mà cậu quyết định không nói ra vì thế nào ông lùng với thằng Lyot cũng đòi ăn cho bằng được cho xem. Đêm đến vì đói bụng quá mà Chiêu không ngủ được, cậu đi qua phòng bên để lấy tí nước uống. Vừa ra khỏi thì thấy một con bọ đồng xu, Chiêu liền dí nó thì bị mắc bẫy của con mimic. Anh chàng thật khóa bị nhốt vào bên trong một căn phòng, sau đó cậu ta liền suy nghĩ cách để có thể thoát ra. Nhưng mà có vẻ chuyến này hơi khó cho anh Chiêu nhà ta rồi. Cậu liền ngồi nghỉ ngơi thì lại ngồi ngay chỗ của con mimic, hên là may mắn thoát được nó. Cũng lúc đó, Chiêu đã tìm ra lời giải để thoát ra khỏi căn phòng này. Vừa thoát khỏi thì mọi người cũng đến. Và thế là chuẩn bị có món ngon từ con mimic. Tích tắc, thế là đã có cua hoàng đế, mimic luộc. Chiêu cũng nói rằng vì cậu lo cho con bọ đồng xu bị mimic ăn thịt nên đã mắc phải bẫy của nó. Nhưng ngược lại mới đúng, bọ đồng xu ăn thịt mimic sau đó để trứng bên trong rương. Nên là con người hay nhầm tưởng rằng đó là rương kho báu. Tập 7. Lúc này nhóm của Carol cũng đã sống lại. Họ vẫn chưa biết được nguyên nhân cái chết của cả nhóm. Một anh bạn người chó cũng đã ngửi được những mùi mà tổ đội của Lyot để lại và nhanh chóng đi tiếp. Đi đến một hồ nước khá là mơ mộng, mỗi khi đến đây cô nàng pháp sư đều dùng phép để có thể đi trên mặt nước, đến bờ bên kia một cách dễ dàng. Nhưng khi sử dụng phép thuật lên Sensei thì nó lại vô tác dụng. Chắc là do bộ râu của ổng, râu gì mà nhớp nháp rồi lại thêm mùi của ma vật nữa. Thế là Sensei quyết định dùng cách riêng để có thể qua được bờ bên kia. Ông ta lấy sừng của con mimic cho xuống hồ nước và một con ngựa nước từ dưới trồi lên, tên của nó là Annie. Lyot cảnh báo rằng con ngựa nước có thể kéo ông ấy xuống dưới nước bất cứ lúc nào, nhưng mà Sensei chẳng hề quan tâm và tin tưởng tuyệt đối. Vừa dứt câu thì Annie kéo ông lùng xuống thẳng dưới hồ nước, Lyot ngay lập tức bám theo. Con ngựa nước bắt đầu hung tợn hơn, hơn là Sensei cùng anh chàng dũng sĩ đã hạ gục được nó và lên lại bờ. Sau đó có vẻ vì thất vọng mà Sensei tự tay làm thịt Annie luôn. Marcy đến và xin ít mỡ của con ngựa. Còn ở phía kia, Cloud và Chiu đi ra hồ nước thì tìm thấy nhóm của Carol đã chết dưới mặt nước. Đột nhiên, Chiu bị mê hoặc bởi xác của một con nhân ngư. Hên mà tiếng đập tay của Lyot đã giúp cậu ta tỉnh lại. Bọn họ đưa xác chết của nhóm Carol lên bờ. Về đến nơi, do chưa thấy Sensei và Marcy làm xong đồ ăn, thì hôm nay anh nhà ta quyết định nấu ăn luôn cho nó nóng. Lyot lấy những hạt ngũ cốc mà khi nãy nhặt được, nấu cùng với thịt mimic. Ăn chưa xong thì Marcy cũng đã làm xong được cục xà bông đem cho Sensei.
Rồi câu chuyện sau đó là nhỏ Marcy tắm rửa cho Sensei sạch sẽ, tắm xong thì bộ râu của ông lùn đó xù lên. Cũng nhờ vậy, Sensei đã đi được trên mặt nước. Lúc này bọn họ đang di chuyển trên mặt nước và chiến đấu với những ma vật phi tiêu. Marcy liền dùng phép thuật nổ tung, điều đó cũng đã giết chết bầy cá dao bên dưới hồ nước. Sensei liền trách móc Marcy tại sao lại sử dụng phép thuật vô cớ như vậy. Thì bên dưới mặt nước, một đàn nhân ngư trồi lên khiến mọi người hết hồn. Vừa cảm nhận có thứ gì đó dưới mặt nước, nguyên một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện phá tan tành ở đây. Cả nhóm quyết định hợp lực để tối nay có món bạch tuộc khổng lồ vào thực đơn. Ba thằng con trai làm mồi nhử, Marcy sau đó dùng phép tấn công vào con bạch tuộc. Không nhăm nhò, nó bắt đầu phản công mãnh liệt hơn. Sensei nhặt được cái đinh ba từ bọn nhân ngư. Ông ta đến nhờ Marcy làm phép thêm một lần nữa. Con bạch tuộc tiến đến chỗ của cô nàng pháp sư, sau đó cô dùng phép đi trên mặt nước lên con bạch tuộc. Tiếp đó, ông lùn leo lên đầu của nó và đâm một nhát vào giữa đầu, khiến cho con ma vật ngủm của tỏi ngay lập tức. Rồi, cái thời khắc này cũng đến. Vì chưa từng có nếm mùi bạch tuộc bao giờ nên là Lyot muốn ăn thử xem sao. Nhưng mà không như kỳ vọng của mình bởi vì vị của nó quá đắng. Sensei cũng bắt được một con dung ký sinh bên trong con bạch tuộc. Ông lùn liền đem nướng lên, nhìn trông rất giống lươn nướng nha. Này mà có tô cơm nóng nữa thì hết bài. Con trai Lyot vì quá đói mà khi nãy đã ăn sống thịt con dung luôn. Giờ chả đau bụng đến sắp chết đến nơi à. Cơn đau đó đã kéo dài suốt đêm. Bài học là không nên ăn đồ sống nếu chưa được sơ chế kỹ lưỡng nha mấy bạn ơi. Tập 8. Lyot cuối cùng đã ngủ được sau một đêm quằn quại. Marcy nhớ lại lúc còn ở trường học. Trời ơi, profile mẹ này xịn lắm nha. Là học sinh xuất sắc nhất lịch sử của trường, trở thành trợ giảng chỉ sau vài ngày đi học. Hơn thế nữa là sắp trở thành pháp sư hoàng gia. CV này mà đi phỏng vấn thì bao đậu luôn. Lúc này, cô nàng pháp sư đang có buổi thực hành về nhân giống tinh linh. Khóa học này cũng là để cô nghiên cứu cách tạo ra một hầm ngục an toàn. Đây cũng là lần đầu tiên mà Marcy gặp được Falling. Sau khi thấy được sự xuất sắc của Falling trong việc nhân giống tinh linh, cô nàng pháp sư đã xin bí quyết. Thế là cả hai người họ lẻn ra ngoài để tung tăng đến chỗ hầm ngục. Bên trong hang động là một hầm ngục tuyệt đẹp, nhưng khi nhìn xuống mặt nước thì bên dưới đó là một đám slime. Marcy tính dùng phép thuật để tiêu diệt chúng thì Falling cản lại. Sau đó cô em gái cũng đã giải thích về toàn bộ hầm ngục nơi này. Điều đó giúp cho Marcy nhận ra những điều mới mẻ gì đó mà trước đây cô không hề hay biết. Kể từ đó mà hai người họ cũng trở thành những người bạn thân thiết. Lyot cũng tỉnh dậy sau khi nghe được chuyện giữa Marcy và em gái mình. Cô nàng pháp sư là người đã giúp cho Falling vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu nhập học. Cũng vì lý do đó mà họ càng thêm quyết tâm để cứu cô em gái hiền hậu đó. Khi lấy nước lau người xong, cô tính ra ngoài hồ để đổ xuống bên dưới thì đột nhiên thủy thần nổi lên và tấn công Marcy. Tên của nó là Odin. Chiêu và Sensei cũng ra ẩn cứu. Cách để tiêu diệt nó chính là lửa. Cô nàng pháp sư cũng đã gây ra chút khó khăn cho thủy thần. Khi thấy Lyot đang đến gần hồ nước, Marcy chạy theo để bảo vệ cậu thì liền bị Odin tấn công một cách chớp nhoáng khiến cho cô bị thương. Tưởng chừng như phải bỏ mạng ở đây, Marcy nhanh chóng dùng phép nổ tung để bay ra khỏi mặt nước. May mà Lyot cùng mấy người kia cũng đã đỡ được cô. Chưa dừng lại ở đó, con Odin bắt đầu to lớn hơn và 36 kế, chạy là thượng sách. May mắn mà bọn họ đã kịp thời trốn thoát. Marcy lúc này đang cạn phép thuật, đã vậy còn bị mất máu. Bọn họ đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo vì Marcy đã ngất đi. Lyot nhớ đến gan của con ngựa nước, bên trong gan thì lại có sắt. Ten, thịt ngựa nước nướng đã thêm vào mỹ vị hầm ngục. Họ bắt đầu nếm thử những phần thịt của con ngựa nước. Con mẹ Marcy chỉ được ăn gan thôi, nhìn cũng tội. Nhìn mấy thằng này ăn mà tôi thèm thịt nướng ngang luôn. Phía trên cao, một vài nhà thám hiểm cũng đã ngửi được mùi thịt nướng bên dưới, mà đó lại là những đồng đội cũ đã bỏ rơi nhóm của Lyot. Tập 9. Nhỏ tóc đỏ này là Namari, đồng đội cũ của nhóm. Lần này cô ta đi với ông bà chủ Tansu và cặp sinh đôi Kaka và Kiki. Lyot xin nhờ được chỉ thương cho Marcy nhưng mà cả nhóm không có gì để đổi lại cho việc chữa trị. Đội của Namari đã đi đến được nơi của thủy thần Odin. Sau khi thấy không ổn, ông lão Tansu đưa Namari ra đỡ đạn. Một tia nước xuyên thẳng qua đầu của cô gái tóc đỏ khiến cô ta chết ngay lập tức. May mắn là khi vào lại bên trong, ông ta đã hồi sinh lại Namari bằng phép thuật của mình. Nhưng Sensei lại không thích việc chết đi sống lại là mấy. Lý do ông bà Tansu đến đây là để nghiên cứu những thần chú cổ xưa, mà những người hộ tống thì không đáng tin cho lắm, ý là nói nhỏ Namari đấy. Thế là ông ta liền ngỏ ý nhờ nhóm của Lyot hộ tống mình, đổi lại Tansu sẽ trị thương cho cô nàng pháp sư. Anh chàng dũng sĩ cùng người lùn Sensei sẽ đi cùng bọn họ. Phía bên dưới tầng ngục, thanh kiếm của Lyot liền có phản ứng dữ dội. Kiki tài lanh liền dùng cung bắn xuống dưới đó nhưng mà địch nó ở trên đầu cơ. Những cái xúc tu bắt được Kiki lên trên. Lyot liền mượn bộ giáp của Sensei để có thể lên trên xúc tu và tiêu diệt chúng. Sau một hồi vật lộn, anh chàng dũng sĩ đã lấy được cây cung xuống dưới. Sensei lập tức chụp lại và ném cho Namari để cô có thể bắn chúng. Một phát nhắm chuẩn xác của cô gái tóc đỏ đã tiêu diệt được bọn xúc tu nguy hiểm đó. Về đến nơi, sau khi bị mấy phát chích của xúc tu thì mặt ông Lyot hề lắm ạ. Ông lùn cũng tranh thủ đem một vài nhánh xúc tu về. Và rồi món ăn xế xúc tu trộn giấm ra đời.
Ông Tatsu cũng chữa trị cho cô nàng pháp sư ngay sau đó. Vì nghe lời Lyot mà Masi cũng đã gượng ép để cảm ơn Namari, đội của ông Tatsu quyết định dùng phép hồi quy để quay trở về mặt đất. Lyot cũng kêu Masi đi cùng họ vì cô đã cạn kiệt phép thuật. Masi vì quyết tâm ở lại để cứu Falin mà đã nói ra một cách để giúp cô có lại được phép thuật, đó là uống thủy thần. May sao, Namari phát hiện ra nồi của Senshi được làm từ gang thép, một kim loại quý có thể kháng được sức tấn công của Odin. Vì Lyot là người thường nên sức của cậu không thể chống nổi được sức mạnh của thủy thần. Thế là Namari lập tức ra ứng cứu người bạn của mình. Một pha phối hợp hoàn hảo từ cô gái tóc đỏ và Senshi đã nhốt được Odin trong cái nồi. Bọn họ cũng đã rất cổ công để có thể nấu thủy thần chảy thành nước. Tận dụng nồi nước thần thánh đó, Masi đã nấu ra được món thủy thần hầm xúc tu và ngựa nước. Đúng là đi theo mấy đứa này thì chỉ toàn là món độc lạ mà thôi. Mọi người cùng nhau ăn uống rất là ngon miệng. Và cuối cùng thì cô nàng pháp sư cũng đã lấy lại được phép thuật của mình. Có lẽ những món ăn độc lạ này ngon hơn là nhờ cái nồi gang thép của Senshi. Và rồi họ cũng tạm biệt nhau, mỗi người tiếp tục một hành trình mới. Tập 10, nhóm của Lyot lúc này đang di chuyển đến gần tầng hầm thứ 5, nhưng phía trước là một con đường đầy khó khăn. Thanh kiếm của Lyot lại bắt đầu phản ứng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thanh kiếm Kensuke liền bị cướp lấy bởi một con ếch khổng lồ. Bọn ếch lần lượt ném vũ khí của cả nhóm xuống sâu bên dưới. Chỉ còn mỗi mình Senshi, bọn họ đang chống trả rất là quyết liệt để không mất đi món vũ khí cuối cùng. Chiu rạch một tí da ếch để bọc vào tay. Cậu ta đến chỗ xúc tu để kích hoạt cái bẫy đánh bại con ếch. Trong lúc đang dùng hết sức để kéo ra thì con ếch liền quay sang ngậm đầu thằng Chiu. Vừa lúc đó, cái bẫy cũng kích hoạt và tiễn chú ếch về chào ông bà. Sau đó lại là tiết mục ẩm thực từ tổ đội hấu ăn này. Lần lượt món bánh xúc tu và mì xúc tu ra lò. Không kém cạnh thì Lyot đã làm cho mình một bộ đồ ếch để có thể chống chịu được xúc tu. Các bọn mặc vô thì có mình bà Masi là nhìn hề nhất. Sau đó, họ vừa đi vừa ăn mà không một chút nào nguy hiểm. Lyot và cô nàng pháp sư cũng đã nhặt lại được vũ khí của mình. Cuối cùng cũng đến được thị trấn tầng 5. Nơi đây quả nhiên không còn một bóng người như tổng Ork đã nói. Cùng lúc thì ông Tansu cũng đã trở lại đất liền và đi gặp đảo chủ. Ông ta kể về tình hình ở hầm ngục, cũng là việc lũ Ork đã lên những tầng cao hơn. Điều đó đã gây ra thêm nguy hiểm cho các nhà thám hiểm. Từ xưa yêu tinh và người lùn đã xung đột với nhau rồi chia thành hai ngã. Vì thế mà đảo chủ cho rằng chính những người lùn là kẻ đã mở rộng những hầm ngục để bọn Ork có thể trú ngụ bên trong. Nhưng mà ông Tatsu thì không nghĩ vậy. Ông ta cho rằng chính tên pháp sư tạo ra hầm ngục là kẻ đã làm như vậy. Hôm nọ, đảo chủ cũng nhận được một lá thư từ yêu tinh phương Tây. Nội dung là hầm ngục là di sản của họ nên hãy trả lại chúng. Nhưng Tansu cho rằng bọn yêu tinh đến vì chúng nhắm vào thần chú bất tử đang nằm sâu bên trong hầm ngục. Có được nó còn đáng giá hơn là vàng bạc châu báu. Điều đó khiến ông ta yêu cầu đảo chủ hãy mau tìm ra nó. Khi có được thứ phép thuật đó, sẽ có nhiều điều hay ho sẽ xảy ra. Tansu cũng đã khuyên đảo chủ hãy để cho việc khám phá hầm ngục được tiếp tục và cố gắng tiêu diệt được lũ ó. Tại thị trấn của hầm ngục thứ 5, nhóm của Riot đang đi xung quanh để dò thám tình hình. Họ phát hiện được một kho lương thực còn khá mới. Anh chàng dũng sĩ mở cánh cửa phía sau ra thì thấy vô số xác chết của bọn sói ma. Điều này chứng minh rằng rồng đỏ chỉ mới đi ngang qua đây. Mà để giết được rồng thì chỉ có cách là tấn công vào phía dưới cổ của nó. Để làm điều đó thì lại càng khó vì con rồng rất cao lớn. Đã thế, con rồng đỏ còn có một chiêu rất mạnh là hơi thở lửa. Lyot liền nghĩ ra một cách khác, đó là cho nổ tung các tòa nhà xung quanh để đè được con rồng. Anh chàng dũng sĩ sẽ dụ nó đi xung quanh để làm kiệt sức, sau đó nhân cơ hội đó mà tiêu diệt con rồng. Chiu cũng nhớ lời của Namari rằng nồi của Senshi có thể chặn được hơi thở lửa. Sau khi đã tìm ra được cách thức để tiêu diệt, họ bắt đầu do thám xung quanh để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ. Và để tiếp sức cho cuộc chiến, lấp đầy bao tử là cách tốt nhất để tăng cơ hội giành chiến thắng. Bằng những nguyên liệu của mình, đầu bếp Senshi đã nấu ra món thịt cốt lết ăn kèm với bánh mì và rau củ. Qua mọi chuyện, Lyot cũng cảm ơn người đồng đội Senshi của mình. Nếu không có ông ấy, mọi chuyện đã còn tệ hơn như thế. Chiu cũng là một người rất đáng tin cậy khi vào những hầm bẫy. Và cũng không thể kể đến cô nàng Masi. Tuy là phụ nữ nhưng lại rất mạnh mẽ không khác gì một nam nhi. Mấy lời nói cảm động của Lyot khiến cho mọi người ngượng ngùng theo. Một tiếng động to lớn phát ra bên ngoài. Chưa kịp nhắc thì rồng đỏ cũng đã tự đến. Một cuộc chiến nảy lửa sắp sửa xảy ra. 11. Sau khi đã dụ được con rồng đỏ vào khu vực chật hẹp, nhóm thám hiểm liền triển khai kế hoạch theo đúng những gì đã bàn tính từ trước. Họ còn dùng cái chảo không dính của ông người lùn để ngăn chặn hơi thở nóng hừng hực của con rồng. Mặc dù cách này có thể đỡ được đòn tấn công hệ hỏa, nhưng sau đó cái chảo sẽ nóng lên nên là không cầm vào nó được nữa. Đúng lúc đó, Marcel đã dùng phép thuật phá hủy công trình để những mảnh vỡ đè hết lên người con rồng đó. Tất cả đều nghĩ rằng kế hoạch của họ đã thành công cho đến khi kẻ địch tức giận hất văng mọi thứ xung quanh. Đang lúc hết sức khó khăn vậy mà tự nhiên thanh kiếm lại tự động chạy khỏi tay Lyot. Cả đám không còn cách nào khác nên là chỉ đành chống chui chống lũi xuống phần bụng của con rồng khổng lồ. Do thân xác nó lề mề quá nên là không thể tấn công vào những nơi khuất góc nhìn. Ba thằng đực rựa cũng nhờ thế mà được an toàn trong giây lát.
lão lùn đã lôi ra con dao truyền từ đời ông cố nội để lại. Tương truyền rằng nó có khả năng cắt đứt tất cả mọi thứ. Lyot đã dùng nó đâm thử một nhát vào con rồng. Đúng là thứ này có thể xuyên qua lớp vảy cứng chắc, nhưng hình như là nó hơi bé thì phải. Con rồng bự cả tấn thế kia mà đâm cái lỗ bé như lỗ mũi thì làm sao khiến cho nó bị thương được đây? Lão lùn cùng với Chiêu Chất đã bất chấp nguy hiểm để lao ra bên ngoài ném thanh kiếm về cho Lyot sử dụng. Nhờ có sự hy sinh đó mà Lyot mới có cơ hội thoát khỏi vòng vây nguy hiểm. Sự việc đã đến nước này thì chẳng cần thêm kế hoạch gì nữa. Anh thèm ăn sẽ leo lên đỉnh tòa tháp để kết thúc mọi thứ. Một là cả đám sẽ giành chiến thắng và được hồi sinh, còn hai là chết cùng nhau tại nơi đây. Marcel cũng đã sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình vào kế hoạch của đội trưởng. Cô ấy nhanh chóng thi triển phép thuật đẩy Cloud bay về phía cổ của con rồng. Mặc dù một phần chân của anh ta đã nằm gọn trong miệng kẻ địch nhưng mà ý thức vẫn còn rất là tỉnh táo. Gạt những cơn đau sang một bên, thèm ăn tung một đòn vào thẳng điểm yếu dưới cổ của con rồng đỏ. Cả hai sinh vật đều tóe máu tứ tung nhưng mà người bị thương nặng hơn có lẽ chính là sinh vật cổ đại. Khi đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết, Lyot đã mơ về những ngày tháng được ở bên cạnh em gái. Điều đó nhắc nhở anh ta rằng mình vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lyot quyết tâm vượt qua cửa tử để giải cứu đứa em gái đang nằm trong bụng con rồng. Phía bên này, nữ elf đang dùng phép trị thương cho hai người bạn đồng hành. Không biết nhỏ Marcel này học phép thuật ở đâu mà nó lạ lắm mà nghe. Nạn nhân sẽ phải chịu gấp đôi sát thương để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nghe nó giải thích sơ sơ thôi mà mặt ông Sensi đã tái mét hết rồi. Lỡ trị thương xong rồi ông ngẫm luôn thì có được bảo hiểm đền không mày? Phép thuật trị thương đó cũng có khả năng nối liền cái chân bị cắt lìa của anh thèm ăn. Xem như những vấn đề lắc nhắc đã được giải quyết. Giờ thì vào việc chính thôi nào. Tập 12, nhóm thám hiểm đã xẻ ruột rồng đỏ ra để kiểm tra nhưng mà họ không thể tìm thấy thi thể của Falin mà thay vào đó là xương cùng với hộp sọ không rõ lai lịch. Kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra là con rồng đã tiêu hóa xong Falin. Còn bộ xương vừa tìm thấy cũng chính là khả năng để hồi sinh Falin cũng rất thấp. Lý do là vì phần linh hồn và thể xác của cô ấy đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cách duy nhất để tăng khả năng thành công lên đó là thi triển luân thuật hồi sinh ngay tại đây. Sẵn dịp tận dụng luôn lượng thịt tươi và máu của con rồng để bổ sung vào. Marcel đã giấu mọi người nhưng mà vì tình huống quá cấp bách nên là cô ấy mới chịu tiết lộ bí mật. Thực ra là nữ pháp sư đang nghiên cứu về hắc thuật. Theo luật thì đây là điều cấm kỵ nhưng hiện giờ nó không quan trọng. Chỉ cần cứu được Falin thì cái giá có đắt cỡ nào thì Marcel cũng sẽ chấp nhận đánh đổi. Không bàn luận thêm nữa, cái nhóm liền súng vô giúp đỡ quá trình chuẩn bị. Ngay khi hoàn tất việc lắp ráp lại các bộ xương cũng như là vẽ ma trận hắc thuật thì nữ elf đã cho bắt đầu khoảnh khắc định mệnh. Ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi kết quả. Mọi người chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi chứng kiến cảnh tượng Falin thức tỉnh trở lại. Trong lúc cả đám đang trò chuyện với nhau sau những ngày tháng xa cách thì họ bất chợt nhớ ra rằng nãy giờ không thấy ông Sensi đâu. Lyot đã có linh cảm không lành nên đã chạy thật nhanh đến cái xác của con rồng. Tiếc rằng anh ta đã chậm một bước. Lão lùn muốn nấu thịt của ma thú nên đã bắt cái nồi nước sôi gần cái xác của nó. Thật xui là bên trong vẫn còn tàn dư chất gây nổ nên là một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay khi mà Sensi mồi đốm lửa gần khu vực nguy hiểm. Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng kỳ lạ là chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Thì ra là Falin đã dùng phép thuật che chắn cho họ khỏi vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi. Cô ấy cũng không biết vì sao mình lại mạnh như thế. Falin chỉ giải thích rằng lúc cô ấy muốn bảo vệ nhóm thám hiểm nên là bản năng tự động kích hoạt phép thuật đơn giản vậy thôi. Thôi, coi như kiếp nạn thứ 99 đã trôi qua. Lão lùng tận dụng mồi lửa trong bụng con rồng để nấu thức ăn cho cả đám thưởng thức. Phần thịt thơm ngon của nó được dùng cho rất nhiều món ăn béo bổ như là bánh pizza, thịt nè, rồi thịt áp chảo các kiểu. Đã gọi phim là mỹ vị ẩm thực thì làm sao thiếu được những món ăn hấp dẫn bên dưới hầm ngục được, đúng không nè các bạn? Cả đám chợt nhớ ra chuyện thanh kiếm tự động chạy khỏi tay Lyot nên đã đến gần hỏi đội trưởng về hiện tượng đó. Do bị đẩy vào đường cùng nên là Lyot chỉ còn cách là khai hết ra toàn bộ sự thật. Chuyện là trước đây anh ta đã biết bên trong thanh gươm của mình có ma vật ký sinh, nhưng vì thích quá nên là mới bí mật giữ lại sử dụng. Tập 13, anh em mới đoàn tụ không ít lâu mà biến cố đã ập tới. Đêm hôm đó, Valin bỗng nhiên phản ứng lạ thường rồi tự động di chuyển đến nơi con rồng đỏ vừa bị tiêu diệt. Tại đó, cô đã gặp được pháp sư bí ẩn mà mình có nhắc đến ở phần 1. Ata bảo Falin phải gấp rút đi tìm bệ hạ trở về đây trước khi quá muộn. Lúc Lyot chạy đến thì cô em gái đã ngồi bệt dưới đất rồi quằn quại với những cơn đau không dứt. Còn phía sau là hình bóng của pháp sư bí ẩn. Ả luôn miệng bảo rằng tất cả vùng đất này đều thuộc về bệ hạ Telga. Những tên trộm dám đột nhập vào lãnh thổ của bệ hạ đều sẽ phải chết. Lyot cũng chợt nhớ rằng trước đây, khi anh ta nhảy vào tranh tìm đồ ăn đã vô tình chạm mặt với pháp sư bí ẩn. Rốt cuộc người phụ nữ này có mối quan hệ gì với quốc vương Điện Hạ? Tại sao ả lại có nhiều sức mạnh đáng sợ đến như vậy? Những câu hỏi trong đầu còn chưa có lời giải đáp mà Lyot đã bị em gái hất văng ra xa.
Kèm theo đó là những đòn tấn công triệu hồi quái thú đến từ pháp sư điên rồ. Marcel phải dùng toàn sức lực mới có thể chống đỡ trước kẻ địch. Cô ấy cảm nhận được rằng đây là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ mà mình phải đối đầu. Trận chiến còn chưa kết thúc mà mọi người đã bị vết nứt đưa xuống phía tầng dưới của hầm ngục. Đó chính là cạm bẫy chết người do phù thủy điên rồ chuẩn bị sẵn. Nơi họ đến, tứ bề đều là mặt tường. Chúng đang dần ép lại với nhau để tiêu diệt tất cả. Nữ eo bỗng nhiên cảm thấy có những cánh tay linh hồn đang bám vào cơ thể của mình. Bọn chúng mở ra một con đường tắt giúp nhóm thám hiểm thoát khỏi cạm bẫy chết người. Khi tất cả đi hết con đường tắt thì họ đến được một căn phòng khác. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì lũ orc đã ập vào bên trong bắt lấy họ một lần nữa. Ai mà có xem phần 1 đều sẽ biết rằng lão lùn có quen biết khá thân thiết với tộc orc. Chỉ cần ông ấy nói vài câu thôi là lũ orc đã hiểu ra nhóm thám hiểm không phải là kẻ thù của họ. Tộc orc rất cảm ơn vì nhóm thám hiểm đã giúp họ tiêu diệt con rồng đỏ. Để trả ơn thì họ đã chuẩn bị sẵn thuốc men chữa trị vết thương cho cả đám sử dụng. Tôi coi được cả chục tập rồi mà thấy thuốc men trong phim này cứ sao sao á, nhìn chẳng khác nào là nồi cám lợn. Lúc đầu đội trưởng với nữ pháp sư chỉ bị thương nhẹ thôi mà vừa hớp một muỗng thuốc xong là hôn mê bất tỉnh luôn. Chiêu chất đã hỏi tộc orc về thông tin của pháp sư điên rồ. Có lời đồn rằng hắn đã xuất hiện trong hầm ngục rất lâu trước đây. Chỉ cần có quyển sách hắc thuật trong tay thì kẻ đó có thể tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trước mặt. Chính vì quá nguy hiểm nên là từ lâu tộc orc đã truyền tay nhau lời cảnh báo rằng nhất quyết không được gây sự với pháp sư điên rồ. Chiêu chất là thành viên nhút nhát nhất trong nhóm. Anh ta hoàn toàn bị sự sợ hãi áp chế sau khi nghe câu chuyện do tộc orc kể lại. Chiêu chất dự định rằng sau khi mọi người tỉnh dậy sẽ cùng nhau trở về mặt đất cho nó an toàn. Nhưng đội trưởng thì lại nhất quyết không chịu làm theo kế hoạch đó. Leoth muốn truy tìm tung tích cô em gái thất lạc nhanh nhất có thể. Tập 14. Nhóm Karu đã hồi sinh trở lại sau khi được nhóm của Leoth giúp đỡ. Bọn họ chỉ nhớ rằng mình bị người cá tấn công bất ngờ rồi sau đó có ai đó để giúp họ thoát khỏi cửa tử. Nhưng Karu và mọi người lại không thể nhớ ra người giúp đỡ mình là ai. Lương thực cũng đã cạn kiệt nên anh da đen đành phải chọn cách trở về mặt đất để bổ sung nhu yếu phẩm. Họ vừa đi được một đoạn thì sương mù đã giăng kín mọi lối. Điều bất thường vừa xảy ra là y như rằng có kẻ địch ập đến tấn công cả bọn. Mặc dù liên tiếp phải chống trả trước các đòn tấn công của người cá, nhưng Capro vẫn giữ được cái đầu hết sức là tỉnh táo. Dựa trên thao tác ra đòn mà anh da đen đã đoán được chiêu thức này là của thành viên trong nhóm mình. Chắc chắn kẻ địch đã dùng thuật ảo ảnh để khiến cả nhóm tự tương tàn lẫn nhau. Ngay khi nhận ra âm mưu thâm độc này thì anh da đen đã hạ gục kẻ đang giở trò gần đó. Hóa ra thủ phạm chính là những kẻ thu gom xác ở tầng dưới. Bọn chúng sẽ được thưởng mỗi khi đem xác các nhà thám hiểm trở về. Vừa rồi bọn chúng muốn cả nhóm Karu tương tàn hạ xác lẫn nhau sau đó thu dọn tàn cuộc để đổi thưởng, nhưng tiếc rằng âm mưu đó đã bị đội trưởng da đen vạch trần. Tên cầm đầu hứa rằng sẽ chia đôi lợi nhuận cho Karu nhưng mà anh ta đã từ chối. Thậm chí anh da đen còn xuống tay kết liễu luôn đám nhặt xác để chúng không thể thảm hại những nhà thám hiểm khác được. Đi thêm được một đoạn nữa thì Karu đã bị mãng xà biển tấn công từ bên dưới mặt nước. Anh da đen còn chưa kịp trổ tài tiêu diệt mục tiêu thì con mồi đã rơi vào tay kẻ khác. Tổ đội của Suro chỉ trong thoáng chốc đã làm gỏi con mãng xà biển mà chẳng để lại vết xước nào. Ai mà có xem phần 1 cũng biết rằng mục đích của Suro khi quay lại hầm ngục chính là đi tìm tung tích Falin, đó là người con gái anh ta yêu nhất trên đời. Tập 15. Hiện giờ nhóm Leoth đã mắc kẹt bên trong hầm ngục. Họ không thể dịch chuyển đến mặt đất giống như cách thông thường được. Thể lực của cả bọn cũng đã xuống sức rất nhiều sau trận tử chiến với rồng đỏ. Lão lùn quyết định rằng mọi người sẽ tạm thời nghỉ ngơi rồi dùng bữa ăn ở hầm ngục để khôi phục lại sức lực. Bụng của chiêu chất đã réo lên từ nãy đến giờ nên là nó vừa nghe thấy được ăn là liền háo hức chạy theo hương thơm nức mũi từ trong rừng tỏa ra. Thật không ngờ, lúc đến nơi họ mới nhìn thấy cảnh tượng những thần rừng đang âu yếm quấn quýt lấy nhau. Các thần rừng vừa nhìn thấy kẻ lạ là liền lao đến tấn công ồ ạt. Tuy họ không quá mạnh nhưng bên trong cơ thể lại chứa chất dị ứng rất khó chịu. Chỉ cần nhóm thám hiểm chém đôi hoa thần rừng thì khí độc sẽ phát tán và làm mọi người không thể quan sát cũng như là hít thở dễ dàng được. Tôi kể mọi người nghe thấy ghê vậy thôi chứ thiệt ra thì chất độc này chỉ làm con người bị chảy nước mũi và chảy nước mắt nên mới không nhìn không ngửi được gì. Hoa thần rừng sẽ tận dụng điều đó để tấn công vào điểm mù của những con mồi bị mắc bẫy. Cũng may là chiêu chất được trời ban cảm giác nhạy bén hơn người bình thường. Cậu ta đã phối hợp chiến đấu cùng với lão lùn để hạ hết đám hoa thần rừng đang vây kín xung quanh họ. Nguy hiểm xem như là đã trôi qua, giờ là lúc mọi người bắt tay vào bếp để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Sensi đã dùng những loại trái cây hoa quả đa dạng ở tầng này để làm ra nhiều món ăn áp chảo dinh dưỡng. Tuy mang tiếng là đồ ăn làm từ ma thú nhưng mà chất lượng lại không thể chê vào đâu được. Ai mà nếm qua thử một lần cũng phải thốt lên rằng ôi, đây đúng là mỹ vị tuyệt vời của hầm ngục tối. Để tránh những rắc rối trong tương lai, Marcel đã dạy cho đội trưởng những phép thuật cơ bản. Nếu sau này họ gặp nạn thì vẫn sẽ có hai người biết dùng thuật trị thương để chữa trị cho mọi người.
Mới học được chút xíu mà đầu óc của Lloyd đã say sẩm quay cuồng cả lên. Không phải thanh niên này lười đâu nhé, mà đó là biểu hiện của triệu chứng say ma lực trong lần đầu sử dụng. Nhìn đội trưởng ói lên ói xuống kiểu này thì chắc không ra ngoài khám phá được đâu, nên là ba người kia đành bỏ anh ta lại nghỉ ngơi cho an toàn. Cả ba chỉ vừa mới đi được vài bước đã phải chạm trán với quái thú hai đầu. Marcel sợ hãi đến mức là chân tay lóng cống chẳng thể đọc thần chú nào rõ ràng. Cũng may là lão lùn đã kịp hỗ trợ từ phía sau để giải nguy cho cả đám. Mặc dù con quái hai đầu đã bị hạ nhưng Marcel cũng đã bị nó cắn trúng một nhát. Vết thương này xem vậy chứ không hề bình thường đâu à nha. Chiêu chức vừa cõng nửa eo về đến nhà là cơ thể của cô ấy liền hóa thành đá ngay lập tức. Trong sách vở lại không hề ghi chép về cách hóa giải hiện tượng hóa đá. Đám được rửa chỉ còn cách là chia nhau ra thử nhiều biện pháp chữa trị khác nhau. Chiêu chức thì đi hái thảo dược, đội trưởng thì tiếp tục đọc sách, còn riêng lão lùng thì bắt nguyên cái chảo đem người bạn kia bỏ vào luộc luôn cho nó nhanh. Nãy giờ ba cách tôi đọc đều là những cách làm ngớ ngẩn, vậy mà không hiểu sao nhóm Marcel lại hết bệnh hóa đá được mới hay. Tầm 16, ngày hôm sau mọi người đã phát hiện ra cái xác con rồng họ đánh bại đã biến mất hoàn toàn. Điều tra kỹ lưỡng một hồi thì họ mới biết được rằng việc này là do kẻ dọn dẹp hầm ngục gây ra. Kẻ dọn dẹp là những sinh vật tí hon dạng nước. Chúng sẽ ăn sạch toàn bộ những chỗ bị hư hỏng trong hầm ngục rồi sau đó tiết ra chất nhầy khôi phục hầm ngục trở về trạng thái ban đầu. Trong lúc đang dùng bữa ở tầng tiếp theo, nhóm Lloyd đã tình cờ gặp lại những người quen cũ. Suro trước đây từng là thành viên chung nhóm với Lloyd. Sự kiện Valin bị rồng đỏ ăn thịt đã làm anh ta tổn thương tâm lý rồi dẫn đến việc rời đội. Tuy không còn đồng hành bên nhau nhưng mà họ vẫn là những người bạn thân. Mọi người đã rất sốc khi Lloyd kể lại những chuyện mà nhóm anh ta vừa trải qua. Bắt đầu từ việc hạ gục rồng đỏ, rồi đến việc chạm trán với pháp sư điên rồ, kể cả việc hồi sinh Valin cũng được kể lại rõ ràng cho Suro nắm rõ. Rắc rối cũng vì thế mà bắt đầu từ đây. Ngài Samurai vô cùng nổi giận khi nghe được tin Valin được hồi sinh bằng hắc thuật. Tội dùng đến cấm thuật là điều không thể chấp nhận được. Dù cho có trở về mặt đất thì người sử dụng cấm thuật cũng sẽ bị giam giữ cho đến hết phần đời còn lại. Tâm 17. Sở dĩ Lloyd tin tưởng kể toàn bộ sự thật cho Suro nghe là vì anh ta biết rằng Samurai sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai khác. Trong lúc cuộc hội thoại vẫn còn đang rất là gay cấn thì Valin đã xuất hiện, nhưng lần này cô ấy xuất hiện trong một hình dạng rất là quái đản. Phần thân trên là cơ thể con người, nhưng phần thân dưới là hỗn hợp các bộ phận của sinh vật ma thú. Lực chiến có lẽ là điều được cải thiện rõ rệt nhất sau khi biến hình, cả tốc độ cũng như là sát thương đã được tăng lên đáng kể. Đó là còn chưa nói đến khả năng phòng thủ tuyệt đối. Dù bị tấn công liên hoàn nhưng Valin vẫn có thể cầm cự được dễ dàng. Nếu cứ mãi đứng im thì sẽ có thêm nhiều sinh mạng nữa bị Valin tước đoạt. Caro đã nhanh chân dịch chuyển ra phía sau rồi đâm vào những bộ phận thiết yếu như là tim, gan, phèo, phổi của mục tiêu. Đòn tấn công đã làm kẻ địch quằn quại vì những cơn đau, nhưng kèm theo đó là cơn thịnh nộ khủng khiếp. Valin đã điên cuồng thi chuyển ma thuật tàn phá diện rộng. Hàng loạt thanh cọc đã đâm từ dưới mặt đất lên. Những ai đứng gần khu vực đó đều bị thương nghiêm trọng. Valin đã nhân cơ hội đó để tẩu thoát ra khỏi vòng vây của nhóm thám hiểm. Do các nạn nhân chỉ vừa bị tiêu diệt gần đây nên là pháp sư vẫn có thể hồi sinh họ trở lại bình thường, nhưng sự kiện vừa rồi lại càng khiến cho Suro trở nên phẫn nộ. Rõ ràng là hắc thuật hồi sinh đã ảnh hưởng xấu đến cơ thể Valin. Nếu Marcel không mạo hiểm làm điều dại dột đó thì hậu quả đã không nghiêm trọng như ngày hôm nay. Lloyd vẫn quyết bảo vệ quan điểm của bạn đồng hành của mình cho đến cùng. Bất kỳ ai khi đặt vào trường hợp đó đều sẽ muốn hồi sinh Valin. Nếu sự việc đã biến chuyển xấu đi thì họ cần tìm cách khắc phục thay vì tìm khuyết điểm để chỉ trách lẫn nhau. Có lẽ trận ẩu đả giữa hai người đàn ông đã làm cho Suro được thông não. Anh quyết định rằng sẽ giao lại nhiệm vụ giải cứu Valin cho Lloyd lo liệu, còn Samurai sẽ cùng những người còn lại trở về mặt đất để báo cáo cho chúa đảo biết những việc xảy ra ở dưới đây. Tầng 18, lần theo vết máu mà Valin để lại trên sàn, nhóm thám hiểm đã xuống được tầng thứ 6 của hầm ngục. Lloyd từng nghe tên pháp sư điên rồ lẩm bẩm gì đó về Telga. Người này là một vị vua từng tồn tại rất lâu đời trước đây. Telga chính là quốc vương cuối cùng của thành phố vàng vào một thiên niên kỷ trước đây. Khắp nơi trong hầm ngục đều có các tên nhằm ca ngợi ông ta. Khi hầm ngục lần đầu tiên được phát hiện, ông ấy đã xuất hiện trên mặt đất rồi sau đó hóa thành cát bụi ngay lập tức. Chắc hẳn là pháp sư điên rồ nghĩ rằng những nhà thám hiểm đến đây là để trộm kho báu và sát hại quốc vương nên hắn mới ra sức ngăn chặn quyết liệt. Mặc dù giả thuyết này rất mơ hồ nhưng mà Lloyd vẫn muốn tin vào điều đó. Anh ta dự định rằng sẽ đến gặp và nói chuyện rõ ràng với pháp sư điên rồ một lần để giải quyết hết những mâu thuẫn trong thời gian qua. Khi đi qua một không gian đầy rẫy bóng tối, cả nhóm đã gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Cạnh bên họ xuất hiện rất nhiều nhân bản giống nhau, ví dụ như có đến 4 Lloyd hoặc 4 lão lùn. Hiện tượng này đều do kẻ biến hình gây ra, chúng sẽ mạo danh chủ thể cho đến khi ăn thịt được họ thì mới thôi. Tuy vậy, nhưng tụ mạo danh này vẫn có điểm yếu, chúng thường phụ thuộc vào ký ức của những người xung quanh đã biến hình. Nếu ký ức không rõ ràng thì kẻ mạo danh cũng sẽ rất dễ bị lộ tẩy.
Bằng trí thông minh hơn người, đội trưởng đã phát giác được những điểm đáng ngờ của các thành viên rồi từ đó phán đoán chính xác ra ai là kẻ giả mạo. Sau đó, Lyot bắt chước tiếng sủa thật lớn của loài chó để đánh đuổi thú dữ gần đó đi. Trong tự nhiên, thường có kẻ săn mồi và kẻ bị săn. Nếu bạn tỏ ra không sợ hãi thì đối phương sẽ sợ rằng mình mới là người đang bị săn. Lyot đã áp dụng lý thuyết này vào thực tế để khiến cho những loài thú xung quanh lo sợ. Thấy đội trưởng đóng vai chó không hợp lắm nên là Marcel đành ra tay giải quyết mọi chuyện. Nếu đã mạnh như vậy thì thôi, người ta đấm luôn từ đầu đi. Tự nhiên để thằng Lyot sủa đau cả họng rồi cuối cùng chả được đóng vai anh hùng trọn vẹn. Nguy hiểm đến đây vẫn chưa chấm dứt. Khi họ không để ý thì Marcel đã bị kẻ nào đó khống chế từ phía sau. Tầm 19. Những người đang khống chế Marcel từng là thành viên trong nhóm Suro. Cô ấy đến đây là muốn nhờ vả nữ elf hãy hóa giải lời nguyền đang được ếm lên cơ thể mình. Thấy bé mèo này có vẻ đói bụng nên là lão lùng đã chế biến sẵn một món súp nấm cho cô ấy bồi bổ. Mới đầu nhỏ này sĩ diện nên là chê, nhưng vừa ngửi được hương thơm ngào ngạt của đồ ăn là miệng bé mèo liền đớp lấy đớp để. Do từ bé không được ai dạy dỗ đàng hoàng nên là cái nết ăn của nhỏ này nó có phần hơi mất lịch sự. Lão lùng định dạy dỗ thế hệ trẻ một bài học thì nhỏ mèo lại nổi điên lên đánh trả lại. Cơn giận đó đã vô tình làm cho bùa ếm trên cổ phát huy tác dụng. Nó chịu hồi ra hình nhân với con dao lăm lăm trên tay, trông rất là nguy hiểm. Senji đang rất tức giận vì đồ ăn của mình bị đổ xuống đất. Giờ mà thánh thần thiên địa có xuất hiện thì ông ta cũng chả ngán ngẩm. Lão lùng với chiếc chảo rán trong tay đã dễ dàng đỡ được đường dao sắc lẻm của hình nhân bùa ếm. Đội trưởng ở gần cũng nhanh chân phối hợp thiêu rụi đi kẻ địch hoàn toàn. Hasebi thấy nhóm này có vẻ khá tốt nên là cô ấy không còn phòng thủ kỹ càng như trước. Bé mèo kể lại rằng hôm trước thấy Marcel sử dụng hắc thuật để hồi sinh, nên là cô ấy nghĩ rằng nữ elf có thể sử dụng hắc thuật để phá bỏ bùa ếm trên người cho mình. Chuyện này không hề đơn giản chút nào. Hãy tưởng tượng cơ thể con người giống như một quả trứng. Phần vỏ là cơ thể, phần lòng trắng, lòng đỏ là linh hồn. Khi linh hồn hòa quyện với nhau thì sẽ không thể tách ra được nữa. Nó cũng giống như việc linh hồn của Asabi kết hợp với linh hồn mèo thì sẽ không thể dễ dàng tách ra được. Trong lúc đang mải mê ngủ say, Marcel đã vô tình bị kéo vào cơn ác mộng triền miên. Lyot chỉ còn cách là xâm nhập vào bên trong giấc mộng để gọi người bạn đồng hành của mình tỉnh dậy. Nơi mà nữ elf bị mắc kẹt là một không gian được bao trùm bởi bóng tối. Cô ấy luôn phải bỏ chạy khỏi sinh vật đang bám đuổi phía sau mình. Sự sợ hãi càng lớn thì sức mạnh của ác mộng cũng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Lyot đã nhận ra rằng thứ làm Marcel lo sợ không phải là kẻ địch, mà là cô ấy sợ làm cho những người xung quanh mình biến mất. Chỉ cần hiểu được vấn đề này thì thứ sức mạnh thực sự bên trong nữ elf sẽ được giải phóng hoàn toàn. Luôn sức mạnh đó dư sức đẩy lùi cơn ác mộng đi mất. Nỗ lực của cả hai đã giúp họ thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Bên dưới gối của Marcel có vài con sò ác mộng. Chúng thường ký sinh vào gối rồi hút lấy sự sợ hãi của bất kỳ ai nằm ngủ trên chiếc gối. Đây đúng là một loài sinh vật đáng sợ. Nhưng dưới hầm ngục tối tăm thì làm gì có sự lựa chọn nào khác. Lão lùng liền sơ chế con sò rồi đem lên bếp làm món sò hấp xả cho cả đám cùng thưởng thức. Tập 20. Trên đường di chuyển, mọi người đã phải chậm trán với Golem băng giá. Do vừa gia nhập không được bấy lâu nên đây sẽ là cơ hội cho Asabi thể hiện bản lĩnh. Bình thường thấy nhỏ này nó quậy phá vậy thôi chứ thân thủ nhanh dữ dội à nghe. Thân hình, y ạch của con quái vật cũng chẳng thể nào bắt kịp được tốc độ di chuyển của Asabi. Bé mèo dễ dàng luồn lách qua các kẽ hở rồi sau đó tấn công vào lỗi năng lượng bên trong con Golem là đã có thể giải quyết nó gọn gàng. Trận đánh vừa rồi đã làm cho mọi người ướt hết cả người. Khu vực họ đang ở lại rất lạnh nên là Marcel đã dùng phép thuật tạo nên kết ấn làm ấm cho mọi người. Đúng là đi khám phá kiểu này sướng hết chỗ nói. Vừa được xông hơi miễn phí lại vừa có đồ ăn ngon lành do lão lùng chế biến cho nữa. Nhờ có giây phút quay quần bên nhau mà cả nhóm đã thân thiết với thành viên mới hơn rất nhiều. Mặc dù tình cảm đã được cải thiện nhưng Asabi vẫn rất sợ ăn những món làm từ ma thú. Điều này cũng là điều hiển nhiên ở thế giới này. Từ trước đến nay các nhà thám hiểm luôn chuẩn bị lương thực trước khi khởi hành. Chỉ riêng có nhóm của thằng Lyot nghèo quá nên là tụi nó làm liều ăn bậy ăn bạ vậy thôi. Vì quá tức giận nên Asabi đã bỏ đi nơi khác kiếm ăn. Việc tách lẻ trong hầm ngục được xem như là một hành động vô cùng nguy hiểm. Marcel sợ rằng thành viên mới sẽ gặp điều bất chắc nên đã theo sau hộ tống. Quả nhiên những điều cô ấy lo sợ đã diễn ra ngay sau đó. Trong lúc bé mèo không để ý đã bị bầy sói ngoan tấn công bất ngờ, Marcel dù không mang theo gậy phép nhưng giờ mà quay lại thì cô bạn đồng hành sẽ bị thú dữ ăn sạch mất. Bằng tất cả sức mạnh, nữ elf đã cố gắng thi triển thuật chói sáng để hạ gục con sói hung dữ. Trở lại lều trại, lần này Asabi không còn kén cá chọn canh nữa. Cô ấy cũng không ngờ rằng đồ được làm từ những nguyên liệu trong hầm ngục lại có thể ngon đến vậy. Sống như vậy mới gọi là mỹ vị hầm ngục được chứ. Ai chà, cái đùi chó này ta nói nó ngon xấu dách luôn. Tập 21. Ngay khi trở về mặt đất, Masuro đã trông thấy tàu yêu tinh phương đông đậu gần đó. Họ được gọi là biệt đội Hoàng Yến.
Cứ mỗi khi độ nguy hiểm của hầm ngục tăng cao vượt mức quy định thì biệt đội Hoàng Yến sẽ xuất hiện giải quyết chúng. Carol không hề muốn điều đó xảy ra. Trước đây quê hương cậu từng là nơi rất phát triển nhờ có hầm ngục. Kể từ lúc biệt đội Hoàng Yến kéo đến thì vùng đất màu mỡ đã trở thành vùng đất chết. Mẹ của Carol cũng không may phải bỏ mạng trong thảm kịch năm đó. Anh Da Đen đã bất chấp luật lệ để xen ngang vào cuộc họp giữa đảo chủ và các thống lĩnh yêu tinh. Carol kể lại việc nhóm của họ vừa nhìn thấy sinh vật nửa người nửa ma thú trong hầm ngục. Sinh vật này được các yêu tinh đặt cho cái tên là Chimera. Thật không ngờ, thông tin đó càng khiến cho tình hình chuyển biến tệ đi. Việc xuất hiện Chimera đã chứng minh hầm ngục trên đảo đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không ra tay ngăn chặn sớm thì lũ ma vật sẽ tràn ra ngoài tấn công người dân vô tội. Đảo chủ dù không muốn người ngoài can thiệp vào chuyện riêng nhưng mà ông ấy đâu có còn sự lựa chọn nào khác. Nếu giờ từ chối nhận giúp đỡ của biệt đội Hoàng Yến thì chưa biết hậu họa sẽ khôn lường đến mức nào. Capru đã nuôi hy vọng rằng sẽ tìm được một chủ nhân tốt để phò tá. Anh ấy muốn người chủ nhân này sẽ có thể trở thành chùm cuối của tầng hầm ngục. Điều đó sẽ làm cho các ma vật không thể tràn ra bên ngoài tấn công người dân, nhưng tiếc rằng những người mà Capru gặp đều là cặn bã. Không có ai đủ tố chất để trở thành một người lãnh đạo hầm ngục chân chính. Quay lại vấn đề hiện tại, Carol đưa ra sáng kiến rằng hãy phong ấn hầm ngục thay vì phải phái quân đi chinh phạt vào bên trong. Bên cạnh đó, anh Da Đen sẽ liên lạc sơ tán hết những nhà thám hiểm ở tầng 1, rồi sau đó là sơ tán luôn những người bị mắc kẹt ở những tầng sâu hơn. Phía bên này, nhóm Lyot không hề biết chuyện gì đang xảy ra bên trên mặt đất. Họ vẫn còn đang thưởng thức mấy món ăn độc lạ Bình Dương do lão lùng tự tay chế biến. Nhưng dịp mọi người quay quần bên nhau nên là đội trưởng cũng kể cho họ biết về một sự việc lạ thường diễn ra gần đây. Cụ thể là Lyot thường xuyên nhìn thấy mấy oan hồn lãng vãng xung quanh. Có vẻ như những thành viên khác không hề nhìn thấy oan hồn giống như anh. Hãy nhớ lại lần mọi người được cứu bên trong cạm bẫy của phù thủy điên rồ. Những cánh tay oan hồn đã từng giúp đỡ kéo họ ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Oan hồn đã nói với Lyot rằng nó muốn dắt mọi người đến gặp một người. Do họ cũng không biết phải đi tiếp đến đâu nên là thôi đành chấp nhận lời đề nghị của oan hồn. Vừa mở mắt ra là nhóm thám hiểm đã đến được thành phố vàng. Người dân nơi đây liền chạy đến đưa họ đi gặp người cực kỳ quan trọng. Trong lúc chủ nhân chưa trở về kịp, người dân trong thành phố đã dẫn những vị khách lạ đến tham quan nông trại và khu vực chăn nuôi của họ. Ở ngoài kia thì thám hiểm đánh ma vật, nhưng trong này người dân lại nuôi ma vật để vắt sữa rồi làm nhiều công việc khác nhau. Kể từ khi cập bến thành phố vàng, tâm trí Asabi dường như đã bị ảnh hưởng. Thường ngày, cô nàng này đánh đá nóng tính dữ lắm mà giờ tự nhiên hiền khô nghe lời mà siêu giả màng. Có lẽ vì mang một nửa dòng máu ma vật nên tính cách cô ấy đã trở nên dịu hiền hơn trước. Để đến lúc tới gặp người quan trọng, anh ta chính là Yad và cũng là cháu trai của quốc vương Delga. Người dân đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc được nấu từ thịt Minotaur cho các vị khách thưởng thức. Riêng về phần Yad, anh ta không ăn bởi vì vị giác của Yad đã bị mai mòn sau hàng thập kỷ chôn chân tại đây. Tất cả đều do tên pháp sư điên rồ gây ra. Hắn đã ếm lời nguyền bất tử lên cả làng khiến cho họ không thể cảm thấy cơn đói được nữa. Mà đã không đói thì tất nhiên là ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Nhiều người đã thử tìm cách thoát khỏi đây nhưng không thành công. Phần thân xác tuy đã mục rửa nhưng linh hồn thì vẫn mắc kẹt bên trong hầm ngục. Dần dần rồi họ trở thành những oan hồn lang thang khắp nơi. Chính những oan hồn đó đã dẫn lối cho nhóm thám hiểm đến đây gặp người quan trọng. Lời tiên tri kể rằng người cầm thanh kiếm có đôi cánh bên cạnh sẽ đánh bại được pháp sư điên rồ. Nghe sơ qua là biết thanh kiếm này y chang thứ mà Lyot đang cầm rồi đó. Tập 22. Nhớ về thời điểm trong quá khứ, khi đó Yad vẫn còn trẻ. Quốc vương đã nhận Taylor về làm cận vệ. Ông ấy khuyến khích thuộc hạ của mình nên học thêm phép thuật để bảo vệ vương quốc nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến cho mọi thứ dần trở nên tồi tệ đi. Khó khăn lắm, Delga mới trốn ra ngoài để cầu cứu được. Tượng sư vương cũng bị tên pháp sư điên rồ giam giữ sâu bên trong hầm ngục. Nghe xong câu chuyện là cả nhóm liền lên đường đi giải cứu tượng sư vương. Họ được dịch chuyển đến một khu vực có rất nhiều cột trụ khổng lồ sắp xếp xung quanh. Bản tính của Azabi cũng đã trở lại bình thường sau khi thoát khỏi thành phố vàng. Bé nó còn đang rất mắc cỡ vì mấy ngày nay ổng ào ổng mẹo bên cạnh cô nàng pháp sư. Chiêu chức đã đi xung quanh để ghi chép lại các dấu hiệu được khắc trên bề mặt những cột trụ. Còn đội trưởng thì phát hiện ra hình bóng rất giống với vẻ ngoài của Falin. Điều này vẫn chưa thể chắc chắn 100% được bởi vì ma thuật Griffin cũng có hình dạng tương tự. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo lại đến ngay. Từ trên cao bất chợt xuất hiện một con Griffin lao đến tấn công họ. Lão lùng sợ quá nên đã xách dép chạy trước. Tiếc rằng sinh vật này lại bị thu hút bởi những con mồi bỏ chạy quay lưng về phía nó. Đội trưởng cùng với nữ eo còn chưa kịp ứng cứu thì ông đã bị con quái vật tha đi mất. Mazel chợt nhớ ra rằng mình có thể triệu hồi ra sinh vật để truy tìm dấu vết. Thế là có bọn đành hy sinh một đống đồ ăn để cho nữ pháp sư mày mò gì đó. Phải mất khá nhiều thời gian thì thuộc triệu hồi mới hoàn tất, nhưng nhìn tụi sinh vật này chả ngầu lòi tí nào cả.
nhìn tụi nó cứ y chang là đám thú bông Angry Birds đang rao bán ngoài chợ. Mỗi lần điều khiển sinh vật triệu hồi là nhỏ Marcel phải làm động tác y chang nó. Coi nó quẹt tay đi kìa, ta nói kêu hết sức. Xem hết phim này rồi mà tôi chỉ biết kết mỗi Marcel thôi đó nha. Để cải tiến tốc độ di chuyển, đội trưởng đã nắn con sinh vật triệu hồi thành hình dạng thích hợp hơn. Cách làm này rất hiệu quả nhưng nó vẫn bị con Griffin phát hiện và tiêu diệt gọn gàng trong một nốt nhạc. Nữ pháp sư đã vận dụng hết trí thông minh để nặn ra một hình dạng mà tôi cũng không rõ là con gì nữa. Nhưng đúng thiệt là nó bay nhanh nhất trong những con thí nghiệm từ nãy đến giờ. Tốc độ phóng của nó tựa như là một mũi lao hướng thẳng về phía con quái vật. Cloud đã chờ sẵn ở bên dưới để tung đòn kết hợp hạ gục con Griffin. Thắng lợi này phải nhắc đến sự đóng góp lớn lao của sinh vật mà Marcel triệu hồi. Nữ pháp sư còn định đặt tên tưởng nhớ cho nó là cá bầu trời thì quay sang bên này đã thấy bé nó bị đội trưởng bầm ra làm nhiều khúc. Phần nào dài thì nấu canh, hơn phần ngắn thì đem chiên giòn. Có lý do để Sensei hốt hoảng mỗi lần đụng độ với Griffin, nhớ về câu chuyện từng xảy ra vào nhiều năm về trước, khi đó lão lùng là một thợ khai thác mỏ trong một nhóm nhỏ. Tập 23. Nhóm thợ mỏ đã vô tình phát hiện được thành phố đầy vàng nhưng họ lại không thể nào thoát ra khỏi được nơi đây. Thức ăn thì cứ ngày một vơi đi nên là cả nhóm bắt buộc phải đi săn ma vật để bổ sung nhu yếu phẩm. Quái càng hung dữ thì số lượng thành viên tử trận cũng dần tăng theo. Cho đến một ngày nọ, chỉ còn Sensei và hai người khác may mắn sống sót. Do là người nhỏ tuổi nhất nên lúc nào Sensei cũng được đàn anh nhường thức ăn cho. Lão lùng cũng không cần tham gia vào các hoạt động săn bắt ma vật nguy hiểm. Cơn đói đã dần làm con người lộ rõ bản chất xấu xa bên trong trái tim họ. Sensei đã tình cờ nghe thấy hai người đàn anh cãi nhau về việc phân chia phần ăn. Họ cảm thấy không công bằng vì Sensei chỉ ngồi chơi thôi cũng có đồ ăn ngon lành. Cuộc cãi vã sau đó đã kết thúc, nhưng chỉ còn một người bước vào bên trong phòng ẩn nấp. Người đàn anh nói rằng họ bị Griffin tấn công và chỉ còn mình may mắn trở về đây. Sau đó người đàn anh đưa cho Sensei một miếng thịt tươi rối. Nếu bạn bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu này thì bạn sẽ nghĩ rằng miếng thịt ấy từ đâu mà ra. Do quá đói nên là Sensei đã gạt những suy nghĩ ám ảnh đó sang một bên. Cậu ăn ngấu nghiến mọi thứ trước mắt để xoa dịu cái bụng mình đã. Vài ngày sau người đàn anh cuối cùng cũng không trở về căn phòng ẩn nấp được nữa. Lão lùng khi đó đã vô cùng sợ hãi và không dám đặt chân ra bên ngoài tìm hiểu. Ông phải mất rất nhiều thời gian để sốc lại tinh thần rồi mới đủ can đảm bước ra khỏi đây. Mới đầu Sensei bị lũ orc giam giữ nhưng mà lão đã đổi lấy tự do bằng cách là chỉ cho tập orc biết về chữ viết của người lùng cổ đại. Hai bên vui vẻ, chia sẻ, hiểu biết cho nhau rồi sau đó đường ai nấy đi. Nhờ cách sống khôn ngoan ấy mà Sensei đã may mắn nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Tuy đã thoát nạn nhưng ám ảnh năm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí của ông. Đó là lý do tại sao mỗi lần Griffin xuất hiện thì cơn ác mộng lại u về trong tâm trí của lão lùng. Leos đã nghĩ ra cách để giúp cho người bạn đồng hành không cần phải trằn trọc mỗi đêm nữa. Giờ đã có sẵn thịt Griffin tại đây, họ chỉ cần ăn thử xem nó có phải hương vị năm xưa Sensei dùng hay không thôi. Nếu giống thì năm đó lão lùng đã ăn thịt Griffin, còn nếu không giống thì năm đó lão lùng đã ăn thịt của người đàn anh. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà lão lùng vẫn hụt hẫng khi hiểu được sự thật. Sensei đã nếm lại nhiều lần nhưng hương vị thịt vẫn không hề giống năm đó. Điều này chứng tỏ rằng cơn ác mộng hằn sâu trong trái tim ông hoàn toàn là sự thật. Cloud vẫn bảo rằng những điều đó chưa hoàn toàn là sự thật đâu. Có một loài rất giống với Griffin được gọi là Hippolyte. Rất có thể loài nấm mọc trong hầm ngục đã làm cho hai loài này biến đổi hình dạng cho nhau nên là mới xảy ra sự nhầm lẫn. Giờ tới lúc kiểm tra lại một lần nữa nè, đội trưởng đã dùng loại nấm quái dị để biến đổi thịt Griffin trở thành Hippolyte. Sau khi đã chế biến xong loại thịt mới thì để cho ông Sensei nếm thử thêm một lần nữa. Lần này, lão lùng đã khóc khi biết rằng thịt ông ấy ăn năm xưa không phải là thịt của đồng loại mà là thịt thú vật. Rồi xong tự nhiên bài đặt ăn chung với nấm làm chi để giờ nguyên đám biến hình luôn rồi. Leos thì trở thành người lùng, Sensei thì trở thành tộc eo, còn nhỏ Marcel thì biến thành bán nhân. Riêng thằng chiêu chất thì nhìn cao to ra hẳn, chỉ có bé mèo là tội nhất, tự nhiên từ mèo biến thành chó luôn. Do gần đó không còn nấm nữa nên là cả đám chỉ còn cách là tiếp tục tiến về phía trước trong hình dạng này. Thanh kiếm của Leos đã giúp họ mở khóa cánh cửa dẫn sang tầng hầm tiếp theo, nhưng trước đó thì họ phải đối mặt với lũ quái vật cái đã. Marcel đã dùng phép thuật tấn công kẻ địch nhưng vì mang hình dạng mới nên là cô ấy đã bị say ma thuật chỉ trong lần sử dụng đầu tiên. Những người khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự, cảm thấy đánh không lại nên là Lyot đã dẫn mọi người chạy qua cánh cổng rồi sau đó đóng cửa lại. Tập 24. Đám quái thú truy đuổi cả nhóm mãi mà vẫn không chịu buông tha. Bọn chúng đã ném thanh kiếm vào đúng vào tay của đội trưởng và cô nàng pháp sư. Sau đó hiện tượng biến đổi lại xảy ra một cách kỳ lạ. Khoan hãy giải thích chuyện vừa rồi. Marcel đã bảo mọi người cần phải nối tay nhau ngay lập tức. Bọn họ dẫn dụ cái địch bay xuyên qua vòng tay thì cơ thể bọn chúng cũng sẽ bị biến đổi. Tất cả là vì bào tử nấm biến đổi đã bám lên người cơ thể mọi người. Chính vì thế nên họ chỉ cần thỏa điều kiện là tạo thành vòng tròn thôi, là bất cứ thứ gì đi qua vòng tròn đều sẽ bị biến đổi.
Chính vì biết được điều đó nên mọi người đã tìm ra được cách khắc phục. Họ chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là những bào tử nấm sẽ bị cuốn trôi đi. Hình dạng cũng sẽ trở về như lúc ban đầu. Lloyd đã giới thiệu cuộc đời mình cho những người bạn khác cùng biết. Trước đây anh ta đã chu du đi khắp nơi nhưng chẳng thể tìm được nơi nào ý nghĩa cho riêng mình. Không những thế mà Lloyd còn rủ thêm cô em gái đi chơi cùng mới chịu. Hành động dại dột đó sẽ vô tình làm cho Fallin mất đi tương lai sáng lạng tại học viện phép thuật, nhưng đâu còn cách nào khác. Cứ mỗi lần Lloyd rời đi thì cô em gái lại ở một mình. Sự cô đơn đó đã làm người anh trai không thể kìm lòng được và muốn dẫn em gái đi chu du khắp nơi. Bởi vì không có ai làm bạn nên ở lúc học viện Fallin rất thân thiết với Marcel. Cô em gái đã trao đi toàn bộ tình yêu thương cho người bạn này bởi vì Fallin chẳng còn ai khác để quan tâm cả. Nói đến đoạn này là mọi người chợt nảy ra một ý tưởng lạ lùng. Trước đây họ đã ăn thịt rồng đỏ rồi, sau đó dùng máu và thịt để hồi sinh Fallin. Cơ thể cô ấy cũng từ đây mà bị biến đổi thành nửa người nửa ma vật, nhưng nó vẫn chưa biến đổi hoàn toàn. Những bộ phận bị nhóm Lloyd ăn rồi sẽ không xuất hiện trên cơ thể cô em gái. Ví dụ như hôm bữa tụi nó ăn bụng thì bụng của Fallin không xuất hiện bộ phận của rồng đỏ. Còn cái chân thì nhóm của Lloyd chưa ăn nên là chân của Fallin mới biến thành bộ phận của rồng đỏ. Dựa theo giả thuyết trên, nếu như ăn hết toàn bộ thịt của con rồng đỏ thì cơ thể Fallin sẽ trở về bình thường đúng không mọi người? Để hấp thụ toàn bộ khối lượng thịt đó đúng là điều không tưởng. Lloyd đã nghĩ đến việc sẽ nhờ vả những người bạn trong nhóm thám hiểm giúp đỡ. Nào là tộc Orc nè, rồi còn cư dân ở thành phố vàng nữa. Nếu tất cả cùng hợp sức lại thì rất có thể kế hoạch này sẽ thành hiện thực. Và cô em gái Fallin cũng nhờ thế mà được trở về hình dạng con người. Suy nghĩ điên rồ đó cũng đã khép lại phần 2 season 1 của bộ anime Mỹ vị hầm ngục. L chưa biết rõ thời gian ra tiếp season 2 nên là không thể thông báo trước cho các bạn được. Mọi người cứ yên tâm rằng tụi mình sẽ tóm tắt nếu anime này ra tiếp và đủ số tập. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.